Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình, và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon. Ở tập trước á, thì mình đã bắt được một em Latias nè các bạn ơi. Đây là một Pokemon hệ rồng, hệ siêu linh á. Tuy nhỏ nhắn vậy nhưng mà có thể giúp mình bay lượn rất là nhanh trên bầu trời luôn. Ngoài ra thì mình còn gặp được một em Pokemon rất là lạ, đó chính là Deoxys. Em này á, thì ngoài cái dạng thường này ra thì Deoxys còn có dạng tấn công nè, có kích thước nhỏ nhắn hơn, rồi dạng phòng thủ nè với kích thước to hơn, và cuối cùng là dạng tốc độ á, rất là mảnh mai luôn. Và để cho em ấy biến thành những cái form khác nhau á thì mình cần phải có một thứ mà những tập trước mình có farm và mình có nhét vô cái rương này, đó chính là đây rồi những cái meteorite á. Với cái này thì mình có thể thay đổi cái form cho em Deoxys á các bạn ơi. Tạm thời thì Latias vô trong một xíu đi. Rồi, và bây giờ đang dạng thường đúng không, mình sẽ ấn vào một phát đó. Như vậy thì Deoxys á đã chuyển sang cái dạng này là hình như là dạng tấn công á các bạn ơi. Để xem chỉ số luôn nhá. Deoxys nè, tấn công 321. Hơi bị mạnh luôn á. Rồi, giờ thì đổi dạng một lần nữa coi. Rồi, giờ thì đã đổi sang dạng phòng thủ rồi nè. Xem chỉ số một cái. Sức tấn công giảm một tí nhưng mà sức phòng thủ đã lên cái con số 317 rồi. Cực kỳ xịn luôn á. Và nó Huy còn lấy tay che chắn nữa kìa. Đúng là dạng phòng thủ. Và cuối cùng là dạng tốc độ. Nhưng mà dạng này thì cũng không cho mình cưỡi được các bạn ơi. Xem cái phần chỉ số coi. Nó chỉ số đã lên tới 281 tốc độ rồi nè. Phòng thủ thì cũng tăng lên rất là nhiều luôn á. Và em này lâu lâu có đó bay bay như vậy nhìn rất là đã luôn các bạn ơi. Rồi, và tạm thời thì chắc mình sẽ cho em này về dạng tấn công đi một xíu, lỡ mà gặp boss á mình sẽ kia mấy ra để đánh thử nhá. Và bên cạnh đó thì mình còn bắt được thêm một em Pokemon cũng rất là lạ đối với mình luôn, đó chính là em Regis này nè. Em này á thì mình gặp ở dưới hang á các bạn ơi, và tiếng kêu thì rất giống tiếng của mấy bé mèo luôn á. Em này là Pokemon hệ băng nhá. Rồi, tạm thời thì mình sẽ cho em băng này vô trong đi và lựa ra một em khác. Hổng rai thì Pikachu khi tiến hóa thành Raichu á thì rất ít khi ra trận luôn, nên hôm nay mình sẽ cho Pikachu ra trận nhá. Tạm thời thì cho Regis vô trong nè. Và tập trước mình cũng có bắt thêm được một em Cobalion nữa. Nâng số Cobalion mình có lượt lên con số 2 rồi. Và được đủ được cái bộ tứ thánh kiếm rồi đó các bạn ơi. Và tập trước mình có một em Seeder này nè. Em Seeder này có thể nói rất là tốt khi có một kỹ năng tên là Fawn Sweep. Kỹ năng này sẽ đánh những cái Pokemon cấp thấp hơn mình á còn một máu để dễ dàng bắt hơn á các bạn ơi. Và trong thời gian dài tập mình không có thuần phục thêm Pokemon mà chỉ đi farm thêm để mình có thể luyện được cái Orb of Frozen sau á. Và cái này hiện tại thì nó chỉ còn có 5 cái độ bền thôi. Một tí nữa thì chắc mình sẽ farm nốt luôn. Và mình đang có một ít cái African được nấu nè. Mình sẽ làm thêm những cái Ultra Ball để mình có thêm bóng chứa. Nãy giờ không biết cái này. À đây, cái này nó làm xong rồi. Tiện quá. Chia ra bớt đi cho nó làm ra nhanh hơn nhá. Mình sẽ lấy cái số làm xong vô. Ui, cái em này dám liều, dám khiêu chiến. Nhưng mà mình sẽ đổi sang em Seeder này nhá. Để xem cho các bạn xem cái kỹ năng Fawn Sweep khi mà nó, em này hơn cấp nè. Mình sẽ đánh bằng kỹ năng Fawn Sweep một cái. Đó. Em Mudgrow này chỉ còn có một máu rồi các bạn ơi. Và khi một máu á thì mình sẽ dùng bóng chứa dễ dàng hơn. Nhưng mà hiện tại mình không có bóng chứa trong người rồi, nên chắc mình sẽ farm luôn em này nhá. Rồi còn lấy mấy cái món đồ trong đây nữa. Đây, lấy mấy cái nắp ra nè. Cái nắp này nữa. Rồi, và giờ thì kết hợp với cái nút bấm có trong cái rương Suker này. Các bạn có thấy là lạ không? Mình mới nhuộm xong với cái rương Suker á để dễ dàng biết hơn. Cái rương này thì mình chứa những thứ linh tai linh tinh nè, chẳng hạn như là đá để làm nốt. Và kết hợp lại thôi nào. Đặt theo công thức giống như vậy, có thêm được 6 trái Ultra Ball, một ít cái Dust Ball, và mình có làm thêm một loại bóng mới á, đó chính là Moon Ball. Và cái Moon Ball này mình chưa biết công dụng của nó như thế nào nữa, hôm nay test thử coi. Nếu mà xịn xịn đó thì mình sẽ chế tạo thường xuyên để đi bắt Pokemon tốt hơn nhá. Rồi, giờ thì mình sẽ tạm thời cất mấy cái này vô trong lại nè. Lòng mình không cần đâu, mình sẽ vứt ra bên ngoài.
cái này thì nên trang bị vô cho em dioxide luôn đi, để có gì mình còn thay đổi form được á. Rồi bóng chứa Pokemon thì mình sẽ thủ sẵn luôn trong rừng đỏ nè, nó rất là nhiều lượng á nha, lấy ngoài hết để có thể bắt được Pokemon. Ủa, và mình có bắt được một em gấu á, hay là bây giờ mình sẽ coi coi em ấy có đủ cấp tiến hóa chưa nhá, mình còn một ít kẹo nè. Coi coi em gấu đó đâu rồi ta, à đây nè. Em gấu vô trong em ơi, tạm thời mình sẽ cho em gấu ra trận một xíu nhá, để mình coi coi khi nào mới tiến hóa cái đã. Giờ thì mấy cũng level 26 rồi. Cho ăn kẹo để cho mau lên cấp. Vậy là 27 là tiến hóa hả? Hên ghê không? Vậy là mình bắt chỉ cần cho ăn đúng một viên cho ăn đúng một viên kẹo đã lớn lên rất là nhiều. Và bây giờ thì đã trở thành em Pokemon. Bí quyết em này hệ giác đấu hệ thường, học thêm được một kỹ năng nè, nhưng mà kỹ năng này yếu xìu à, nên thôi tạm thời mình không dạy đâu. To chưa các bạn ơi, bây giờ mình đã có gấu rồi nha, gấu mình hơi bị to luôn á. Chạy theo không, chạy theo anh nè. Ủa sao gấu đứng yên rồi gấu ơi? Gấu sao đứng yên rồi, tiếng hóa xong đứng yên luôn hả? Rồi luôn, gấu mình tiến hóa xong đứng yên một chỗ luôn rồi. Sao không đi theo mình gì trơn vậy? Đúng buồn luôn. Chờ tiến hóa xong cái án binh bất động luôn rồi. Chắc gấu này thì mình chỉ để nhà mình sống chung cùng mình thôi, chứ không có đem theo chiến đấu được rồi các bạn ơi. Nhưng mà nói chung thì gấu mình tiến hóa cũng vui á. Rồi mình sẽ cho gấu mình vô ô bên đây. Và cái em nhầm. Này cho lại đi. Cái em Tyrant á, em cũng lâu mình đã train lên rồi các bạn ơi. Giờ thì cũng khá là khỏe rồi đó, có thể đấu. Cái gì vậy? Ủa ai? Ui chết rồi, bén lửa rồi, cháy, cháy nhà rồi. Không biết có cái gì, có em Pokemon nào hệ nước phun nước được không? No, đừng. Thu xong mà không có em Pokemon nào phun nước được hết. Dập lửa. Ui, tự nhiên cháy nhà của mấy chị bán hàng rồi. Chắc lửa dưới kia nó bén lên quá. Thu xong rồi, chưa đi bắt Pokemon mà cháy nhà của mấy chị này hết trơn rồi. No, ngôi làng của mình. Nhà của chị bán hàng nữa. Ây, ây, ây. Ui xong rồi, cháy hết phần máy luôn rồi các bạn ơi, xui ghê luôn á. Sao không gài không bén lửa mà hôm nay là bén lửa rồi ta. Hồi nãy giờ mình đâu có chịu hồi em Pokemon nào mà dùng skill lửa đâu. Đúng là em gần lửa có ngày cháy nhà các bạn ơi. Ui xong phần máy luôn rồi. Xin lỗi mấy chị bán hàng nha, để từ từ mình kiếm gỗ mình sẽ sửa soạn lại, mình nâng cấp nhà này lên luôn các bạn ơi. Cái này chắc tới mình phải nâng cấp lên, đổi hết cái phần gỗ này bằng thành vật liệu mà không có cháy được á. Buồn ghê luôn á, tự dưng mình vô tình mình hại mấy chị này rồi. Ok, để bây giờ mình sẽ kiếm cái gì đó mình che lại cái phần hố đó luôn á các bạn ơi, để không hồi nó bén lửa nữa thì nó tiếp tục đốt thì toàn ấy. Và cũng như là một cách để vinh danh những em Pokemon giúp mình trong quá trình luyện cái Orb of Roshan sau này á, thì mình sẽ qua cái vùng băng lại thêm một lần nữa nha. Và các bạn có biết ai chính là người được mình vinh danh trong ngày hôm nay không? Đó chính là mấy em Pokemon hình cây kem á. Đâu rồi, không biết giờ còn xuất hiện không ta? Em đó xuất hiện ngày đêm thì xuất hiện cũng nhiều hết trơn các bạn ơi. Hầu hết là mấy em đó xuất hiện để giúp mình farm á. Em này thì lâu lâu mới xuất hiện thôi. Không phải em này. Cái em bé xíu kia kìa. Giờ mình muốn gặp để mình chụp em ấy một bức hình á. Tại vì mình có chế tạo cái camera nè, mà mình mãi mê đi tìm Pokemon mà quên chụp hình đi mất. Hôm nay nhất định phải chụp hình mới được. Đây rồi. Không phải em này. Em hình cây kem cơ. Ủa hôm nay mấy em cái hình cây kem không có xuất hiện hả ta? Và sẵn tiện đây mình sẽ farm nốt cái phần ọp luôn á các bạn ơi. Để cho ra chưa vô tấn công một cái nha. Farm thêm một đoạn nè. Và cái này nó còn như đây, còn 3 thôi. 3 em Pokemon nữa. Phía này thì có mấy em Marip á, đúng không? Đúng rồi, Marip farm luôn. Marip thì mình dùng ra chưa đánh cũng được á.
Ui, em Madrid lần nào vào cũng chờ cả đống len hết trơn rồi. Có anh em có bi đớp nữa nè. Phạm luôn. Phạm team hai em này là chắc mình hoàn thành xong cái phần ọp rồi đó các bạn ơi. Em nó chỉ còn có một thôi. Ê, nhưng mà khoan, từ từ. Mình muốn test thử á, nếu như bây giờ mình dùng cái ọp này luôn thì mình có thể triệu hồi được hay chưa, hay là bắt buộc phải farm về cái độ độ bền là không? Để mình vô đây mình test thử các bạn ơi, lỡ mà mình ha farm thêm mà bể luôn cái này á thì mệt nữa, phải farm lại từ đầu á, rất là lo luôn. Và cho vào chưa đầy vậy là phải farm thêm rồi. Ok, farm thêm Pokemon này đi. Ui, đánh đánh em này về một máu không nổi các bạn ơi. Có vẻ hơi khó đối với em Seeder của mình, nhưng mà không sao, mình sẽ cho em Dioxide tấn công cái em Bwin này và nhận về được ít da nè. Rồi và giờ cái này nó còn không nè, đủ chưa? Đó. Vậy không thì mình đã có thể triệu hồi được Pokemon và em này mang tên là Articuno, một chú chim. Cái đuôi đẹp chưa kìa. Và mình sẽ đánh bằng một kỹ năng nào yếu yếu một xíu các bạn ơi, vì em chim này mình nghĩ sẽ không có phòng thủ cao ấy, nên nên cẩn thận trước khi đánh em này á, để không thôi đánh gục em này thì tiếc lắm luôn. Wow, có vẻ nên đưa Latias vào trong để đánh nhau với em này các bạn ơi. Tại vì những kỹ năng của em Latias á kéo không quá nhiều máu của Articuno á, nên sẽ rất là thuận lợi cho mình trong việc kiểu như là rỉa máu. Rồi và bằng máu em Articuno đã còn rất là hấp rồi kìa. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ quăng luôn món chứa Pokemon ra luôn nhá. Và đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Ultra Ball trước đi, vì bây giờ đang là ban ngày á nên không có dùng Dust Ball trước được các bạn ơi. Nếu mà Ultra Ball không được thì mình sẽ thử dùng thêm, đó chính là Thunder Ball nè, kèm theo đó là cái Fast Ball á. Thường thường mấy em chim thì bay sẽ rất là nhanh trên bầu trời, mình nghĩ vậy thôi, nên dùng thử Fast Ball nhá. Giằng co tới tối thì mình cũng đã chinh phục được em Articuno rồi các bạn ơi. Ở phía dưới này còn một em Shiny Glalie nè. Đây là một em boss. Ôi, nhưng mà trước khi mình đánh em boss đó thì mình cần phải hồi máu cho mấy Pokemon hiện tại của mình nè, cũng như là triệu hồi em Articuno ra một xíu nhá, để mình làm bức hình coi. Cho em nào vô trong giờ ta, cho em Gyarados vô trong lại đi. Rồi cho Articuno của mình ra bên ngoài ngay cái pho tượng này để chụp hình nhá. Đây rồi, đứng đó làm kiểu đi. Chụp hình một cái. Xong rồi, chụp hình thành công rồi các bạn ơi. Mình cửa được Articuno luôn. Wow. Ê, còn có skill gì nè. Để từ từ mình sẽ nghiên cứu cái phần kỹ năng của em Articuno sau nhá. Còn về thông tin chỉ số của em ấy thì sao? Em ấy có sức tấn công thì cũng không có quá cao các bạn ơi, chỉ có 138 thôi. Phòng thủ thì cũng tương đối và tốc độ thì cũng tạm tạm. Nhưng mà đặc biệt một chỗ là em này hiếm á nha, hàng hiếm á chứ đừng có đùa. Rồi và đây 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 đây, đây cũng là một trong những em góp công rất là nhiều cho mình trong việc farm cái phần ọp nè. Đó chính là em Snorunt á, nên mình sẽ cho em ấy một bức hình nhá. Rồi làm kiểu đừng chạy, làm kiểu đi anh chụp hình. Làm kiểu đi, làm kiểu đúng rồi, em này tội nghiệp lúc nào cũng run rẩy hết á. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Chụp hình nè. Rồi và mình đã chụp hình được hai em rồi đó, Articuno cũng như là Snorunt. Giờ thì tìm em cái em que kem coi. Cái em que kem đâu rồi ta? Cái em bé mai. À, đây nè, đây nè. Đây rồi em que kem của mình, em Vanillite. Mình sẽ chụp hình em ấy một cái nha. Chụp nè. Rồi và được ba cái bức hình rồi. Còn em nào mà mình thường gặp không ta? Em này thì cũng, ui hai em này đang đánh nhau à? Thôi đừng đánh nhau nữa, em này bị sổ mũi mà cứ đánh nhau hoài. Cho em này một bức nha, cũng như là cho em này đi để làm kỷ niệm luôn. Phải là mình đã có được 5 bức hình rồi đó. Và cũng hết pin để chụp rồi các bạn ơi. Và chắc bây giờ thì mình đã có thể bắt được Articuno, nên mình sẽ sử dụng em ấy để bay lượn xung quanh khu vực này nhá. Để xem coi ngoài em Dioxide ra thì khu vực này còn có con huyền thoại nào khác không cái đã. Mình rất là nôn nóng luôn á. Và cuối cùng thì mình cũng đã gặp được Pokemon huyền thoại ở vùng băng này rồi. Một em Kyurem. Wow, căng thẳng nha. Được, khiêu chiến luôn thôi. Với dàn Pokemon hiện tại của mình thì mình nghĩ cũng có thể đánh được với em này á. Đầu tiên mình sẽ test thử em Seeder trước nhá. Mong rằng em ấy có thể sử dụng được kỹ năng Pawn Sweep. Ui, em thấy nãy mình có trang bị vô cái viên đá Z hại bọ nè.
Thử cái tấn công bằng chiêu này thử xem. Nhưng mà có vẻ cấp thấp nên tốc độ máy hơi chậm nên bị đánh trước, ngậm mất tiêu rồi. Giờ thì đưa thử Articuno vô coi, đánh dưới Kyurem, liệu rằng Articuno có thể chiến đấu lại không? Và em này thì có tới 2, 3 skill hệ băng lận. Mình sẽ thử kỹ năng Horn này thử xem. Có vẻ mình chọn Articuno đánh dưới em Kyurem này hơi fail các bạn ơi, chắc phải đổi Pokemon đánh thôi chứ. Tình hình này là Articuno có vẻ bị khắc với em này rồi. Tạm thời thì cho em ấy vô trong đây để đỡ bị dính nhiều quá sát thương nha. Giờ thì Latias vô thử đi em ơi. Latias có tốc độ khá là cao nè, liệu rằng kỹ năng hệ rồng có thể đánh được em này. Còn bị tê nữa kìa. Đây chính là cơ hội để mình ra tay đó các bạn ơi. Đang bị tê liệt đúng không? Mình sẽ lập tức sử dụng cho mình một cái Dust Bomb đi. Vì giờ trời còn tối á, nên dùng Dust Bomb thì nó sẽ lợi hơn rất là nhiều. Chứ không thôi, trời sáng là mình không dùng được Dust Bomb sẽ hơi lỗ một tí á. Mình có một quả Heavy Ball duy nhất thôi, liệu rằng nó có làm nên kỳ tích hay không? Cùng chờ đợi nào các bạn ơi. Hiểu rằng Oh my. Làm nên kỳ tích rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mình đã bắt thêm được một em Legendary nữa rồi. Mình sẽ hồi máu lại trước đã. Phía dưới này xuất hiện thêm hai em Kyurem à. Wow, không ngờ Kyurem vùng này lại xuất hiện nhiều như vậy các bạn ơi. Thích nha. Hai em mà biết có nên farm không ta? Nhưng mà tạm thời mình sẽ coi em Kyurem của mình trước cái đã. Đây, một em Kyurem level 70. Và em này là hệ băng và cũng như là hệ rồng. Thảo nào nãy mình dùng em Latias mình đánh đau quá trời luôn á. Tại vì rồng đánh với rồng thì nó sẽ rất là thốn các bạn ơi. Rồi, hồi máu cho em Kyurem rồi thực chiến luôn thôi nào. Trận chiến giữa hai chú rồng Kyurem nhá. Liệu rằng Kyurem nhà mình có thể đánh bại Kyurem này không? Cùng nhau chờ đợi nào các bạn ơi. Đây, Ray Run Ray nè. Tấn công một cái. Dám chống. Ui, về kích thước hình như em Kyurem mình nhỏ hơn em kia một xíu. Nhỏ hơn có tí xíu luôn á. Và còn cái năng Ray Run Red ha, hơi thở của rồng. Hơi thở của rồng thì sao? Wow. Rồng đánh với rồng, dùng hơi thở của rồng hơi bị thốn các bạn ơi. Xịn thiệt sự, và đánh bại em Kyurem rồi. Được một cái Never Melt Ice. Và em Kyurem nhỏ mà dám khiêu chiến với mình hả? Thử luôn, thử em Dioxide nhá, dạng tấn công nè. Và kỹ năng Sand Helmet. Wow, cái dạng tấn công của Dioxide có thể nói là rất là khỏe luôn á các bạn ơi. Đánh Kyurem là vài 70 còn có một tẹo máu luôn kìa. Thôi nhưng mà máy đục cái ngẫm luôn rồi. Mình quýnh đã gắt rồi, em này còn gắt hơn mình nữa. Và cuối cùng thì cũng đánh bại, nhặt được một cái Never Melt Eye nữa. Ở đây thì có nhà huấn luyện Pokemon nhưng mà mình không đánh nhau đâu. Mình muốn đi tìm Pokemon huyền thoại hơn cơ. Và mình cũng đã khám phá vùng băng này hai hai ba hôm rồi. Hay là hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến khám phá mới ta? Vì mình vừa hỏi chị Google thêm một lần nữa và chị ấy đã cho mình biết tọa độ của một khu vực mang tên là Misa các bạn ơi. Nó tọa độ là -3700. 3700. Ở đây mình là -1600 rồi. Chỉ đi khoảng 2000 ô thôi. Và tọa độ Y của ở tọa độ Z của nó là 444 á, khoảng khoảng đấy á. Mình đang muốn đi đến vùng đó để tìm thêm Pokemon Legendary á nha. Được được được, để mình farm nốt em này rồi sau đó chúng ta cùng nhau đi thôi. Được cục tuyết thôi, không lấy đâu. Đó, các bạn có thấy không? Chỗ này mưa tuyết liên tục luôn á. Cứ một chút xíu là mưa, chút xíu là mưa à. Nên cũng cản trở cái công việc đi khám phá của mình khá là nhiều. Nhưng mà... Ui, nhìn kỹ hình như em rồng này một bên cánh dài cánh ngắn thì phải á. Nên mình không có bay được các bạn ơi. Em kêu Ram này đúng là mạnh thiệt á, nhưng mà không có bay được. Cũng hơi tiếc, hơi tiếc. Thôi kệ đi, bù trừ cho nhau mà. Và mở cái Ultra Chest này. Được một cái đĩa Disc.
À, điểm này thì có 80 điểm sức mạnh, cũng khá là ok đó. Và những cái bức hình mà mình chụp được xong á thì mình sẽ cho vô cái rương màu đỏ này đi. Rương này lúc trước mình đựng cái bóng chứa nè, giờ thì đựng những cái bức hình mình chụp. Nó sẽ thành nguyên cái Pokemon luôn á, giống như cái mô hình gì đó các bạn ơi. Về nhà mình chỉ cần treo lên thôi thì nó sẽ rất là đẹp luôn đó. Giờ thì không chần chờ gì, đưa em Latias ra ngoài để mình cưỡi thôi. Trên này lại có em MVP Leon nữa nè. Ý. Wow, có chỗ chữa thương cho mấy em Pokemon nè, ở ngay vùng băng luôn. Tuyệt vời thì có chứ. Và một em súp, sao mấy em này cứ ưa cà khịa em Dioxide của mình ngoài à. Đây mấy mạnh mà cứ cà khịa ngoài à. Chỗ này thì có mấy cái máy. Cái máy này thì mình không nên đập ra nha các bạn, vì dù mình có mềm mại nè, nhưng mà mình đập cái này nó sẽ bị vỡ ra thành mấy cái play á, nên sẽ rất là ổn luôn. Ê, phía đằng này có cái igloo nè. Cùng vào ngoài kia khám phá coi các bạn ơi. Biết là được bên cái igloo này lại có một cái gì đó đặc biệt cho mình thì sao? Đừng có kiếm chuyện với em Dioxide của mình nữa, làm ơn đi. Dạng tấn công đó, đừng có đùa. Nãy giờ tấn công nhiều rồi ta. Thử cho mấy dạng phòng thủ đi. Lâu lâu mình phải đổi form cho mấy chứ. Cũng giống như là biến hình gì đó. Rồi và... Ê, cái này có cửa sập nè. Mình biết rồi. Mấy lần trước mình nhé đập nhầm ô hàng gì không có là phải. Các bạn có nhắc mình á nên mình cũng mới để ý là mình đập đập sai ô. Giờ thì mình đã đập đúng ô rồi. Và dưới này thường thường sẽ có hai bác dân làng. Ồ, không phải một bác dân làng mà một bạn tên là Madeline. Bạn này bị nhốt dưới này rồi. Tội nghiệp bạn ấy không? Và dưới này thì có táo vàng nè, có than để mình nấu rồi water gem nữa, cũng khá là ok đó. Nhưng mà giờ thì mình không có cách nào để cứu bạn này lên trên hết. Bạn này có di chuyển được không? Không biết có đẩy được không ta? Nếu bạn này cố định là chịu luôn á. Ôi bạn này cố định rồi các bạn ơi, một NPC cố định rồi, nên không có cứu bạn này được. Tiếc rồi. Ấy, cái này có thuốc yếu đuối nè, thôi đi để lại cho người ta. Rồi giờ mình sẽ cất những thứ không cần thiết vô đây lại nhá, rồi sau đó trở lên trên tiếp tục cái hành trình đi đến vùng bị xa của chúng ta thôi các bạn ơi. Vừa lên trên mình gặp được Pokemon gì rất là lạ luôn. Có nên bắt không ta? Được được á, cho em Seeder ra thử nhá, liệu rằng em ấy có thể đánh em này còn một máu hay không. Pawn Sweep nè. À lần này thì được, lần này thì được, còn một máu rồi. Mình sẽ nhanh chóng sử dụng một cái bóng chứa Pokemon, dùng Quick Ball thử xem. Một cái Quick Ball nè. À, hy vọng là bắt được bằng một cái bóng duy nhất. Úi, lâu như thế mà cũng không bắt được. Tại vì thường thường á mà mấy bóng nào bắt được các bạn ơi là nó sẽ lắc lắc á, rất là lâu luôn. Chẳng hạn như này nè, nó lắc. Mà xong chạy luôn rồi. Ý là đánh còn một máu thôi á mà còn khó bắt như vậy á là các bạn hiểu rồi. Có một em Ryogona mà mình bắt nãy giờ luôn á. Em ấy thấy vậy thôi chứ khó bắt lắm các bạn ơi. Lại khiêu chiến em Dioxide của mình. Thấy cái các bạn thấy khổ không? Mạnh cũng toàn bị khiêu chiến không à. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục cưỡi em Articuno, quên mất đưa em Articuno vô trong mới được. Cho kêu em vào trong nhá, khi nào đánh nhau thì đưa em bé ra ngoài sao. Rồi giờ thì đi thôi Articuno ơi, một chú chim băng của mình. Cái phần đuôi của em này thì rất là đẹp luôn, vừa dài mà vừa ha mượt mà nữa, vui còn đập cánh nữa kìa. Thì ra bên ngoài đang mưa tầm tã à, thảo nào thảo nào. Rồi không chần chờ gì nữa, mình sẽ nhanh chóng đi đến cái vùng Misa đấy các bạn ơi. Với tốc độ này thì mình nghĩ cũng không quá lâu đâu. Mình lại gặp được cái em Electabuzz rồi nè các bạn ơi. Không biết trong dàn Pokemon mình bắt em này chưa nữa, để mình kiểm tra lại một cái nhá. Nếu mà chưa thì mình sẽ thử bắt một em. Lần trước mình gặp em Electabuzz này ở dưới khu vực Ultra Beast đó, mình chưa có bắt. Hôm nay mình sẽ bắt thử nhá. Cho Seeder vào đi để đánh cho còn một máu dễ bắt hơn. Pawn Sweep nè. À, còn có tí tẹo luôn. Thoải mái mà dùng bóng chứa nhá. Ok, bây giờ mình sẽ dùng một cái Quick Ball hoặc là cái Dust Ball nào đó để bắt em này nhanh rồi tiếp tục đi thôi các bạn ơi. Rồi, bắt được em ấy rồi. Đi tiếp thôi nào. Ở đây có em Watch Watch Dog. À không, em này mình bắt rồi, mình nhớ. Em nào chưa bắt thì mình mới bắt tiếp á. Theo cái hướng này thì mình cần phải
đi thẳng về bên đây. Rồi, đúng hướng. Trời mưa dữ quá nên mình cũng hơi khó để quan sát xung quanh á. Chắc phải nhờ Raudon ra tiếp rồi. Chứ tình hình mưa như vậy thì mệt lắm. Được, lấy PC ra và triệu hồi Raudon thôi. Raudon vô trong một xíu đi. Raudon nè. Và tắt mưa thôi nào. Tắt mưa được không? Đó, Raudon thì mưa lớn cách mấy cũng sẽ tạnh thôi các bạn ơi. Và cảm ơn Raudon nhé. Giờ mình sẽ trở lại với cái em Articuno thôi. Em này sẽ giúp mình đi khám phá trong ngày hôm nay là chính á. Tại vì mình muốn test xem, với lại mình muốn biết coi cái kỹ năng này nó dùng làm gì ta. Kỹ năng Analyze Pokemon nè. Mình cũng chưa rõ nữa. Nhưng mà tạm thời thì cứ trang bị trước cho em này đi. Ý phía bên này có nhà của chị y tá nè. À cái đó cũng hình xui lắm, cũng như ngôi làng á. Tưởng đâu chị y tá, ai dè vô gặp nguyên anh y tá nhìn mình lên. Rồi, vùng sa mạc này thì coi có boss không. Và phía dưới này đang có dạng chưa tiến khó của em Gachom của mình nè các bạn ơi. Nhìn đúng đáng yêu luôn á. Bé xíu à. Ui, ở đây có em cá sấu nè. Ui, hôm nay mình còn gặp em cá sấu trên cái vùng này nữa. Ui, em nhưng mà em này không có đeo mắt kính các bạn ơi. Và thử mình đánh nhau với em này coi coi có thương phục được không nhá. Spawn Sweep nè. Spawn Sweep lần này thì kéo không được nhiều máu cho lắm. Nhưng mà nói chung thì cũng hơn nửa cây máu rồi. Và thêm một lần Spawn Sweep nữa, phần máu sẽ về bằng 1. Lúc này thì mình sẽ nhanh chóng sử dụng bông chứa Pokemon để bắt nhá. Có em Cedar thì việc bắt Pokemon nó cũng đỡ nguy hiểm hơn các bạn ơi. Tại vì mấy lần trước á, mình dùng đòn mạnh quá, một phát cái kết liễu luôn Pokemon thì tiếc lắm. Và đã bắt được em cá sấu rồi. Dưới này là em gì đây? Hôm nay mình gặp toàn mấy Pokemon lạ dùng này luôn á. Em này thì hệ thường thôi. Tiếp tục là em ghi bộ. Ui, còn kêu chiếm mình nữa hả? Thôi, anh không đánh đâu. Em này nhìn đúng dễ thương luôn á. Mấy xíu hả? Thôi đi tiếp thôi các bạn ơi. Nãy giờ điện thoại liền thiền với mấy Pokemon ở đây quá trời rồi. Mình còn nhanh chóng đi đến vùng sa mạc nữa. Được thêm một cái đĩa Blood. Có 60 điểm sức mạnh thôi. Nhưng mà thôi kệ, 60 điểm là đỡ đó. Có mấy đĩa nó chưa được 50 đâu. Nên cứ hài lòng với cái đĩa hiện tại đi. Mình đã tới trừ 3.400 rồi. Còn khoảng mấy trăm mô nữa thôi các bạn ơi. A few inches later. Cuối cùng thì mình cũng đã đến vùng Misa rồi các bạn ơi. Ủa nhưng mà vùng này đang mưa hả? À chắc tại nãy giờ mình đang ở sa mạc á nên nó không có dấu hiệu của mưa. Và vừa vào vùng này mình đã gặp được Pokemon Hatmore. Này nhìn lạ lắm. Và em này là hệ lửa. Cơ hội bắt thêm một em Pokemon hệ lửa mới rồi. Kiêu chiến nè. Em này cấp 40 mấy thôi. Chắc có thể dùng được Pond Sweep á. Nó được nè, nhưng mà nó kéo không được nhiều máu cho lắm. Và kia em ấy tấn công mình. Ừ, có vẻ em ấy chưa tấn công mình nên mình sẽ tiếp tục dùng Pond Sweep nha. Kéo máu về thấp nhất đi rồi dùng bóng cho nó dễ dàng hơn. Rồi, cuối cùng cũng bắt được. Em này có vẻ hơi khó tính các bạn ơi, nhưng không sao. Và trên kia là cái cây hả? À, vùng này có mấy cái ngọn núi cao quá thì nó sẽ có mấy cái đất khi nó bạc màu đi á. Và nó sẽ có mấy cái cây gỗ sồi trên đấy, cũng khá là hợp lý. Và mình sẽ mở từ cái chest này. Rồi ra cái gì ta? Tamerbone. Hết vậy. Mở cái ra được Tamerbone luôn. Và bên này là em Pokemon mới nữa. Vùng này toàn mấy em Pokemon lạ mà. Có em Boror nữa nè. Boror. Phía dưới là tiếp tục là em gùa. Ui, tới ra vùng này nhiều Pokemon mới để mình có thể bắt cũng như là đánh nhau nè các bạn ơi. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải lượn một vòng để biết sơ qua tình hình ở đây cái đã. Mình cởi Latias đi. Em này bay cho nó lẹ. Ui. Ui, Pokemon gì mà cầm cái đuôi vậy? Cầm cái đuôi kìa. Cái đuôi giống như cây cọ vậy á. Để mình hồi máu cho mấy em Pokemon trước cái đã. Sau đó cho em Cedar vô trận nhá. Em này mới cấp 7 thôi. Được, Pond Sweep nè. Cho em này còn một máu. Rồi sau đó thì mình sẽ nhanh chóng bắt em ấy luôn. Lạ ghê luôn á. Tự nhiên cầm cái đuôi đi kìa.
Bắt được em ấy rồi nha. Rồi coi thông tin coi em đó là hệ gì nào. Em đó hệ thường các bạn ơi. Một em Pokemon hệ thường khác nữa. Rồi giờ thì mình sẽ chuẩn bị câu này để có thể tìm thêm mấy em Pokemon khác nhá. Nói chung này có quá trời mấy em Pokemon kích thước nhỏ luôn. Vậy liệu rằng Pokemon huyền thoại xứ này là những em nào? Kể cả có các em Totonator nữa. Vậy là mấy em Pokemon hệ lửa thường chỉ thích ở mấy nơi mà khí hậu nóng nảy thôi các bạn ơi. Hơi nóng á, chẳng hạn như là vùng sa mạc này, vùng Misa chẳng hạn. Và thỉnh thoảng của xứ Nether nữa cơ. Và hình như cái vùng Misa này cũng có một cái ngôi đền tương tự cái ngôi đền của cái em Articuno này nè. Nhưng mà để mình đi tìm trước cái đã. Hên xui thôi. Nếu mà cái vùng này rộng lớn thì mình nghĩ mình có thể tìm được á. Sợ gặp ngay cái Misa nhỏ thôi hả. Rồi và xuống đây mở cái chest này. Cho mình xuống mình mở cái chest cái đã. Dạ. Mở ra. Được một cái gem. Cũng tạm ổn, cũng tạm ổn. Ui như vậy thì cái Misa này nó cũng thuộc dạng bé thôi các bạn ơi, nó không tới nỗi nó to lắm á. Mình mới lượn có một tí xíu thôi mà đã đến cái rìa của cái Misa rồi. Hơi tiếc đó, chắc sắp tới phải tìm cái Misa bự hơn rồi. Chứ bé như vậy thì sao mà khám phá cho đã. Phải bự như khu băng mà mình khám phá vừa rồi á, thế khám phá mới thích cơ. Ui chưa hết. Nó giàu với cái vùng sa mạc luôn chứ. Ok để mình lượn thêm vài vòng coi coi có gì đặc biệt khác không nha. Ui. Mở cái bokeh chat thường thôi mà ra một cái netball các bạn ơi. Hên ghê luôn. Netball coi coi như thế nào. Có thể bắt những Pokemon nước mà bò tốt hơn. Cũng tốt quá chứ. Bởi thật hôm nay là một ngày khá là may mắn đối với mình á. Mở ra cả netball cơ. Nhưng mà nó sẽ may mắn hơn nếu như mình tìm được cái vùng không cái công trình chứ cái công trình triệu hồi Pokemon á. Nhưng mà với tình hình này có vẻ hơi khó đây. Mở ra một cái fairy gem. Cũng ổn cũng ổn. Rồi đi tiếp thôi. Đó lại tới sa mạc rồi nè. Có vẻ cái vùng này nó không thực sự to rồi. hơi xui tìm ngay cái chỗ nhỏ xíu à. Nhưng mà để thử áp cao một tí coi coi có xuất hiện Pokemon huyền thoại không nhá. Hiện tại ở phía dưới đang có một cái con boss Houndoom các bạn ơi, Shiny luôn nha. Hơi bị căng đó và mình sẽ hồi máu cho mấy Pokemon của mình cái đã. Với dàn này không biết mình có đánh lại không nữa nhưng mà mình sẽ thử nhá. Lâu rồi chưa cho mấy em này ra trận nè. Và Deoxys thì mình sẽ cho dạng phòng thủ đi. Lỡ mà em này mạnh quá thì còn chống cự lại được. Đầu tiên thì tấn công bằng Gen Headbutt coi. Có được không? Có vẻ kỹ năng này không tấn công được em hào đồn vậy mấy cũng không có đánh được điều shit mình luôn á. Hòa nhau hòa nhau. Rồi kỹ năng này thì mặc dù đã chuyển sang dạng phòng thủ rồi, sức phòng thủ là 300 mấy lần á mà vẫn bị em này đánh một hit gần ngõm kìa. Khá là mạnh khá là mạnh. Rồi thử em Latias thì sao. Latias cũng bị tiếp tiếp tục bị hào đồn đốt các bạn ơi. Khá là lâu rồi ra chiêu chưa ra trận. Hôm nay liệu rằng ra chiêu có thể giúp mình chiến thắng được trận chiến này hay không. Điện Gigavolt. Rồi rồi chuẩn bị đón nhận đi anh bạn à. Này thì dám chống với ra chiêu và được một cái Toxic Blade, một cái Dust Storm Shard nữa. Chắc mình sẽ nhặt hai món này các bạn ơi. Bỏ hai món này thì ổn lắm. Bước ra để nhặt cái Blade coi. Rồi có thêm Blade và phía đằng kia thì có ngôi làng và một em Keldeo. Keldeo thì mình đã sở hữu rồi á nên tạm thời thì mình sẽ bay lên ngôi làng vào nhà chi tá để chữa thương cho mấy em Pokemon nhà mình cái đã. Sau trận chiến thì cần phải chữa trị vết thương liền á. Và có nhà của bác họ rèn luôn. Tuyệt vời. Ghé qua một cái. Nhà này có nữ thợ rèn à. Đúng không? Ui cài hoa lên trên đầu nhìn đẹp ghê vậy. Và mở rương. Được một cái sát play. Mình sẽ cất cái mèo vô trong nè. Cái Aurora thì mình có rồi mình sẽ không có nhặt nữa nhá. Rồi có nhà chị y tá không? Có chị y tá nha. Đây mới là chị y tá dễ thương nè chứ đâu như cái ngôi làng kia. Mới vô làng tưởng đâu gặp chị y tá ai dè nguyên một anh y tá đứng che mặt chứ. Buồn thiệt sự và trong này thì có những cái đồ chữa thương thôi. Và chắc mấy cái này mình có thể lấy được á. Chắc mình sẽ lấy nó về luôn đi các bạn ơi chứ bỏ ổn lắm. Để coi coi trong này còn cái gì mình lấy được không ta.
Ừ đúng rồi, phải ghé qua nhà của mấy anh chị bán hàng này. Và ở đây thì bán Ultra Ball hả? Ước gì có một cái cửa hàng bán cái Master Ball. Có cửa hàng nào bán Master Ball mình ở đó mình mua ha. Gán cây tiền mình mua cả đống Master Ball để mình bắt Pokemon cho dễ á. Mấy em nào lì lì là cho một quả bóng Pokemon Master Ball là ngoan ngay. Rồi giờ thì lạng thêm vài vòng nữa kiếm thêm mấy cái Poké chết cũng như là mấy em Pokemon mới nha. Ui, mình được cái gì nè? Scope Land gì nè các bạn ơi. Để gắn cho mấy Pokemon nè. Cũng hay quá chứ. Lại thêm một món đồ mới rồi. Nhưng mà công nhận mấy cái em Komala này chơi mấy cái đồ cây nhiều ghê luôn á. Mình đi trong cái vùng Sabana nè, gặp mấy em đó biết à. Và Cedar đã giúp mình ha, bắt được em Abob rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đây lại có thêm một em boss nữa. Đánh không ta? Ui, lần này có baby của em boss này luôn. Chắc đây là hai mẹ con đây. Được, mình sẽ hồi máu trước cái đã. Sau đó cho Dioxide vào trong nhá. Hy vọng là Dioxide có thể chống cự lại được. Chênh lệch nhau cũng không có quá nhiều đâu, có 20 cấp chứ mấy. Rồi, và sau đó sử dụng kỹ năng hệ âm linh thử xem, không biết có xi nhê này không nữa. Dám quýnh anh em của mình hả? Giờ thì Rayquaza sẽ nhào vô và trả thù, nhưng mà chưa kết thúc được. Như vậy thì Tyrantrum sẽ có cơ hội để thể hiện nhá. Một hit của Tyrantrum chắc chắn sẽ đánh bại cho coi. Yếu như vậy mà không đánh bại cũng uổng. Và sống sống nha. Và kết liễu đi Tyrantrum. Tấn công nè, móng vuốt nè. Và khi chiến thắng mình sẽ được một cái Toxic Play, kẹo và một ít da thôi. Cũng khá là ok đó. Phía bên này thì có em Raikou. Không biết khi mình farm Raikou sẽ rơi ra gì ta. Hồi máu cho mấy Pokemon đi, rồi sau đó farm thử em Raikou này nhá. Ui gầm gừ kìa, Raikou có vẻ rất là nguy hiểm. Rồi, Groudon sẽ tấn công bằng kỹ năng Hammer Em trước. Đó, kéo hơn phân nửa máu rồi. Và Raikou không phản kháng. Như vậy thì mình đã có thể farm được Raikou và chỉ ra Redstone với bột đá phát sáng thôi. Cũng không ok cho lắm. Giờ thì mình sẽ trở lại với mấy em Pokemon của mình nhé. Rồi tiếp tục đi khám phá thôi các bạn ơi. Ở dưới nước của em cá hơi bị nổi luôn các bạn ơi. Trên đầu còn một cái hoa nữa chứ. Để mình coi coi. Không không phải em này. Đây 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 đây. Cá một hoa trên đầu còn sông môi nữa, môi hồng lắm luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ lượn thêm vài vòng cái khu vực này coi. Nhưng mà thực sự là không ra mình chưa gặp mấy em Pokemon huyền thoại dưới nước á. Muốn gặp lắm luôn mà có vẻ chưa đủ may mắn để gặp rồi. Không biết hôm nay nhân phẩm mình có lên để có thể gặp được mấy... Ý! Chưa gặp được mấy em huyền thoại nhưng mà gặp được em cá mập rồi. Thì rất là được nha. Rồi tạm thời thì nhảy xuống và khiêu chiến luôn. Rồi khiêu chiến được rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ kéo máu này trước cái đã. Phone sweep coi có được không. Ê phone, phone sweep thì được nè. Và mình sẽ bắt đầu sử dụng cái bóng chứa Pokemon, đó chính là Deep Ball nha. Đây là một em Pokemon ở dưới nước nên dùng Deep Ball rất là thích hợp luôn. Liệu rằng một Deep Ball mình có thể bắt được em ấy? Tưng. Được rồi, Deep Ball rất là hay luôn. Và phía đằng kia thì có Pokemon gì nhìn to vậy? Hình như hai em Pokemon đang kè nhau hay sao á. Đó đó đó. Đằng kia kìa các bạn ơi. Hình như hai em Pokemon đó đang nương tựa nhau để sống hay sao á. Mình sẽ thử lại gần đó coi như thế nào. Rồi nhưng mà cuối cùng thì cũng phóng được rồi đó. Giờ thì đổi sang em Cedar để dễ dàng kéo máu hơn nha. Đây Cedar vào trận rồi. Búp này. Búp một phát mình cũng bắt thôi. Như vậy thì mình đã bắt được hai em Pokemon rồi. Ở tập trước á mình đi tìm mấy em cá mập này miết nhưng mà không gặp. Và cuối cùng hôm nay thì cũng đã gặp rồi đó. Dạng em đó mà tiến hóa Mega lên mình thấy khỏe cực ấy. Lần trước mấy em Pokemon của mình cấp cũng cao cao không, mà bị em đó bán hành ấy, muốn xỉu luôn. Nên mình mới quyết tâm bắt được một em để giành đó. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi để đi tìm Pokemon huyền thoại thôi các bạn ơi. Đột nhập để đi lấy Masterchef thôi nào. Có cây rìu rất là tiện. Và mở ra cái gì? Được một cái đĩa Grand Bunch.
75 điểm sức mạnh. Cũng khá tốt. Và phía xa xa vẫn còn một cái chest nữa kìa. Giờ thì qua đó mở luôn nha. Ui, một em Abra vừa mới dịch chuyển đi. Abra thì thích sống ở những cái khu vực nhiều cây rồi các bạn ơi. Nên khu này thì khá là nhiều Abra xuất hiện luôn á. Rồi bay xuống phía dưới một cái. Chui vào trong này. Liệu rằng cái chest này sẽ đưa ra cái gì? Búp. Được một cái đĩa. I win. Ngọn gió băng này hoài luôn á. Lần nào đi ít nhất cũng gặp được một cái ngọn gió băng đó các bạn ơi. Thôi kệ đi, có đỡ hơn không. Và mở cái này nốt luôn. Được thêm một cái đĩa. Ali Wit. Chưa biết gõ điểm sức mạnh nữa. Cái này Pokemon gì bé xíu vậy? Minun. Pokemon có bé xíu luôn à. Rồi giờ thì đi tiếp thôi. Hình như hướng này vẫn còn mấy cái khúc sông hồ hay sao nè. Mình lại gặp thêm được một cái Time Spy Onta rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình đâu có đồ để nhét vô trong này đâu. Mình còn chưa có một em Pokemon nào hết trong bộ ba Pokemon ao hồ cơ. Phải bắt được bộ ba đó thì mình mới tiếp tục sử dụng cái Onta đó được á. Nên giờ mình đang rất là cố gắng để tìm bộ ba ao hồ nè. Mở cái này ra. Lại thêm mèo. Nhiều mèo vậy. Nãy giờ mở ra được hai cái mèo liên tục rồi đó. Và một cái Master Chest đang ở phía sau mình. Để mình tranh thủ mình ra mở nốt cái chest này coi coi liệu rằng cái chest cuối cùng trong ngày hôm nay sẽ có gì đặc biệt không nhá. Bay xuống. Ôi trời, trời đâm đầu vô cái cây nữa. Rồi vô trong thôi. Và chuẩn bị mở nè. Được một cái đĩa Dynamite Punch 100 sức mạnh. Cũng tạm ổn, cũng tạm ổn. Mở một cái nó lại xuất hiện thêm một cái nữa. Mình mở cái kia mà không mở cái này là nó bị phân bì á. Nên mở nó luôn các bạn ơi. Chứ bỏ thì nói thật là hơi uổng á. Biết đâu lại ra cái đĩa cái trái Master Ball thì sao. Lại thêm một cái đĩa gì nữa đây. Focus Punch 150 điểm sức mạnh. Toàn là những cái đĩa xịn xịn không à. Nó mở rất là hết luôn á. Phía đằng này còn cái chest cuối cùng nè. Mở nó luôn nha. Đừng có xuất hiện thêm ấy. Xuất hiện thêm là lại mất công đi mở thêm. Rồi mở. Cái đĩa màu xanh cho hệ bọ hay sao nè. Và đĩa này sẽ dạy cho hệ bọ 60 điểm sức mạnh. Cũng không tội. Cũng không tệ. Cũng không tệ. Đã bảo là đừng có xuất hiện thêm mà. Sao lại xuất hiện thêm hoài vậy. Người ta bị thích đó. Qua đây mở thôi các bạn ơi. Mình đang rất là hồi hộp cái chết cuối cùng này sẽ gây ra cái gì á. Liệu rằng một cái Master Chest có làm nên điều kỳ tích. Búp. Ui ra lỗ thuốc rồi. Lỗ thuốc gì đây? BB Max. Nói chung thì cũng tạm đi các bạn ơi. Nhưng mà xuất hiện bo cái chết liên tục luôn kìa. Nó dụ mình rồi. Nó làm cho mình bị cuốn trong việc mở. Ui. Ui có Pokemon gì đã vậy. Teddy Usa. Em này bé xíu luôn á. Để mình dùng Seeder để mình đánh thấp máu rồi mình bắt nha. Mấy em Pokemon bé bé dễ thương này mình sẽ bắt để sưu tầm là chính thôi. Mở. Ui là đĩa màu vàng chắc là cho hệ điện rồi. Thử luôn. Và đĩa gì đây. Thunderbolt 90 điểm sức mạnh. Cũng ok đó. Như vậy thì hôm nay cũng khá là bội thu rồi. Giờ thì chúng ta cùng nhau trở về ngôi làng thôi. Vẫn còn cháy à. Thôi lỡ cháy thì cháy luôn đi để trong thời gian với hai tập mình sửa lại nốt luôn á các bạn ơi. Chứ giờ nó cháy chưa hết thì mình sửa lại cũng hơi khó. Cháy hết mình sẽ xây lên rồi nâng cấp các kiểu cho chị bán hàng luôn nhá. Mà quên nữa. Những cái bức hình mình chụp được thì mình sẽ trưng bày ở đâu? Các bạn có biết không? Đó chính là nhà chị y tá nè. Trên này mình đang trưng bày quần của mình nè. Rồi cần câu rồi ba cái cần câu của mình đó. Hôm nay mình sẽ cho chị tá ngắm thèm những thứ rất là xinh đẹp luôn. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải dọn dẹp đồ bớt cái đã. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi, bây giờ mình sẽ lần lượt gắn vào những cái mô hình nhá. Cái này giống như mấy pho tượng nhớ các bạn ơi. Đầu tiên là Articuno nè, Pokemon mình vừa triệu hồi và gắn lên trên. Đó, có hình dáng của Articuno kìa. Cái đến là cái em hình que kem này nè. Em này giúp ích cho mình rất là nhiều luôn á trong việc farm cái orb. Rồi không kém phần quan trọng đó chính là em gung gãy nè. Rồi em này và cuối cùng là em mưa hỉ mũi. Tại vì mình thấy em này đánh nhau với em ở phía dưới này á nên mình bắt lên rồi chụp hình luôn á.
Nói như vậy hôm nay thì mình chỉ chụp được có 5 bức hình thôi vì số lượng hình mình có hạn á. Nhưng mà trong thời gian sắp tới mình sẽ chế tạo thêm nhá, để có thể chụp hình thế tốt hơn các bạn ơi. Và mong rằng á thì mình có thể may mắn khi mà gặp được thêm nhiều Pokemon huyền thoại ở vùng sa mạc hơn nữa. Chứ hôm nay mình ở không vùng Misa hơn nữa. Chứ hôm nay mình đến vùng Misa á, không có bắt được em Pokemon huyền thoại nào ở vùng Misa luôn, hơi tiếc á. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.